thanh lọc để chữa lành cơ thể, bạn đã biết. Xin chào các bạn, là Thoa đây. Hôm nay hãy cùng Thoa bàn về vấn đề thanh lọc và chữa lành cơ thể nhé. Điều đầu tiên mà Thoa đề cập đến ở đây đó là cái lý do tại sao mà bạn phải thanh lọc và chữa lành cơ thể. Như các bạn đã biết là từ các cái nguồn thức ăn, nguồn nước uống hay là do môi trường, cũng như là các cái yếu tố về công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở trong thời đại hiện nay thì đã khiến cho rất là nhiều cái vấn đề về các bệnh tật hay là các cái vấn đề về y tế, nó đang là cái điều mà rất là gây đau đầu cho các bác sĩ cũng như là các nhà khoa học. Nó không như ngày xưa, các cụ ngày xưa thì có thể là sống lâu hơn hay là khỏe mạnh hơn, nhưng mà ngay bây giờ thì từ những em bé nhỏ hay là những người trẻ từ 20-30 tuổi, 40-50 tuổi thì đã gặp rất là nhiều cái bệnh tật hiếm gặp hay là cơ thể nó không được khỏe mạnh, đau yếu. Đó chính là cái lý do tại sao mà chúng ta phải thanh lọc cơ thể thường xuyên, do các cái vấn đề về các cái kim loại nặng độc hại này, hay các cái chất độc tố thần kinh này, để dermatoxin này, các chất độc hại khác, các cái virus như là virus Epstein-Barr này, virus zona này, virus herpes và một số các cái virus khác, hay là các ký sinh trùng cũng như là liên cầu khuẩn, rất là nhiều các cái vấn đề, những cái yếu tố độc hại đã xâm nhập vào trong cơ thể, khiến chúng ta phải lựa chọn, trí tuệ lựa chọn ra những cái phương pháp thanh lọc cơ thể tốt nhất để bảo vệ chúng ta ở trong cái thời đại hiện nay, và cũng như là giúp cho chúng ta khỏe mạnh hơn, năng lượng tràn đầy hơn mỗi ngày. Và đấy là cái lý do mà chúng ta phải thanh lọc cơ thể mỗi ngày. Và tiếp theo, cái vấn đề thứ hai mà Thoa muốn nói đến đó là cái dấu hiệu nào nhận biết khi mà cơ thể chúng ta cần phải thanh lọc. Như Thoa hiện tại thì Thoa không chỉ là khi mà đã biết những cái phương pháp rồi, hay là những tìm ra được những cái nguyên nhân và giải pháp để giúp cho cơ thể khỏe mạnh rồi, thì Thoa sẽ thanh lọc định kỳ, chứ không riêng gì là chỉ cần một vài cái dấu hiệu nào đấy. Thoa có thể là thanh lọc theo tháng hoặc là theo quý, 3 tháng một lần thanh lọc 10 ngày, hay là 1 tháng một lần thanh lọc 10 ngày, tùy theo cái mong muốn của mình. Thì Thoa cũng mới áp dụng được mấy tháng nay thôi. Thoa nhận thấy rằng là Thoa cần phải thanh lọc hơn nữa để cho cơ thể của Thoa sạch sẽ hơn và giải được những cái độc tố hay là các cái mầm mống của các cái căn bệnh nguy hiểm và quái ác ở trong cơ thể mà chúng ta không thể biết, mà ngay cả khi chúng ta xét nghiệm máu hay là chụp chiếu bằng các cái công cụ ở các cái bệnh viện y tế, trung tâm y tế lớn nổi tiếng thì cũng không thể phát hiện ra. Chính vì thế mà Thoa phải thải độc và thanh lọc định kỳ để cho cơ thể của chúng ta mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng. Bạn hỏi là cái dấu hiệu nào để khiến chúng ta phải thanh lọc cơ thể, thì Thoa thấy rằng là nó có rất là nhiều dấu hiệu, như chúng ta bị đau ở cơ thể, đau khớp, đau xương, hay là đau cổ vai gáy, hay đau đầu, hay xuất hiện bất cứ một cái chứng bệnh nào, thì là cơ thể nó rất là tuyệt vời. Đó là cái lúc mà báo hiệu cho chúng ta biết, cơ thể báo hiệu cho chúng ta biết là đã đến lúc chúng ta phải chú trọng đến sức khỏe của chúng ta và thanh lọc đầy đủ, đều đặn và thường xuyên, và quan tâm đến sức khỏe định kỳ. Bất cứ một cái dấu hiệu nào trên cơ thể đều thông báo cho chúng ta biết là chúng ta cần phải quan tâm đến cơ thể của chúng ta nhiều hơn và thanh lọc đều đặn hơn. Thanh lọc thì có rất là nhiều phương pháp thanh lọc, nhưng mà ở đây Thoa sẽ chia ra là 4 cái phương pháp thanh lọc. Đầu tiên đó chính là phương pháp thanh lọc buổi sáng. Buổi sáng thì thường là Thoa sẽ áp dụng cái phương pháp thanh lọc bằng nước chanh mật ong ấm và nước ép cần tây. Thì Thoa lựa chọn uống vào buổi sáng, ngay sau khi thức dậy Thoa uống ngay nửa lít nước chanh, bao gồm 2 quả chanh xanh, chanh cốm ấy, vắt vào với lại 475ml nước ấm, kết hợp cùng 2 cái thìa mật ong nguyên chất, uống ngay sau khi thức dậy. Và sau nửa tiếng sau thì Thoa sẽ có thể là 500ml hoặc là 1 lít nước ép cần tây khi mà bụng rỗng, chưa ăn uống gì cả. Sau đấy nửa tiếng thì Thoa mới bắt đầu thực hiện cái quá trình ăn sáng hay là làm tất cả mọi việc
Đấy là cái phương pháp thanh lọc buổi sáng. Ngoài ra thì còn có cái phương pháp thanh lọc buổi tối. Phương pháp thanh lọc buổi tối thì rất là đơn giản. Trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng thì Thoa sẽ uống cũng nửa lít nước chanh mật ong ấm. Thoa cảm thấy là rất là dễ chịu khi mà cả một ngày dài thức ăn hay là các cái chất cặn thức ăn nó vẫn còn bám lại lâu ngày ở thành ruột hay là dạ dày ấy, thì nó sẽ được thanh lọc và Thoa cảm thấy ngủ rất là ngon, sáng hôm sau năng lượng nó tràn đầy hơn. Đấy là phương pháp thanh lọc buổi tối của Thoa. Tiếp theo đó là cái phương pháp thanh lọc cơ bản. Đó là cái phương pháp thanh lọc kết hợp từ buổi sáng, buổi tối. Ban ngày thì Thoa sẽ tập trung ăn nhiều rau, củ quả, trái cây, các cái loại sinh tố nước ép rau hay là sinh tố hoa quả, sinh tố chữa lành gan và sinh tố giải độc kim loại nặng. Đấy là các cái phương pháp thanh lọc cơ bản mà trong video mà chuyên về thanh lọc mà Thoa đã và đang sử dụng thì Thoa có đề cập đến. Hy vọng là các bạn sẽ theo dõi cái video này. Cái phương pháp thanh lọc chuyên sâu, có thể là ban đầu là bạn mới uống cái nước ép cần tây hay là số lượng nhiều cái nước chanh mật ong ấm, cơ thể của bạn sẽ chưa quen với cái điều này, hay là bạn ăn rau củ quả nhiều hơn thì cơ thể bạn có thể là chưa quen với cả cái điều này. Nhưng mà không sao cả, sau một thời gian thì cơ thể của bạn sẽ quen thuộc hơn với cả cái điều này và bạn sẽ nâng mình lên ở cái phương pháp cao cấp hơn, đó là sử dụng xả kết hợp phương pháp thanh lọc buổi sáng là 1 lít nước chanh mật ong ấm, và sau 1 tiếng thì Thoa sẽ uống 1 lít nước cần tây ép nguyên chất. Sau đến 1 tiếng sau thì Thoa mới bắt đầu ăn hoa quả, trái cây hay là các cái sinh tố giải độc kim loại nặng, rồi sinh tố giải cứu gan, hay là ăn salad. Salad thì thường là Thoa sẽ ăn buổi chiều, còn là buổi sáng thì Thoa ăn các loại sinh tố và trái cây. Sau khi ăn bữa trưa là bao gồm hoa quả, trái cây ấy, là cái phương pháp thanh lọc lọc cao cấp của Thoa. Một tiếng đến một tiếng rưỡi, 2 tiếng sau thì Thoa sẽ uống tiếp 1 lít nước ép cần tây nguyên chất vào buổi chiều. Sau 1 tiếng sau thì Thoa có thể ăn salad hay ăn tiếp tục ăn trái cây như là táo, chuối, thanh long, xoài hay là việt quất hay là các cái nước cam ép rau củ. Đấy, thì nó có rất là nhiều cái phương pháp. Tại sao Thoa lại áp dụng cái các cái loại phương pháp thanh lọc này? Thì đây là cái lý do mà Thoa đã áp dụng ở trong cái bộ sách này. Thoa cũng có nhắc đến, đó là của bộ sách của tác giả Anthony William. Bộ sách 6 cuốn rất là dày, chuyên sâu về thanh lọc. Có một cuốn chuyên sâu về thanh lọc, đó là thanh lọc phục hồi. Thì Thoa đã nói rất nhiều về cái bộ sách này và vị tác giả này. Nó vô cùng tuyệt vời và kỳ diệu. Khi mà Thoa đã áp dụng thì Thoa đã thay đổi toàn bộ cuộc sống về sức khỏe, cảm xúc, về cuộc sống của Thoa và cũng như là gia đình của Thoa. Rất là nhiều cái nguyên lý của tự nhiên cũng như là các cái phương pháp thanh lọc tự nhiên để giúp cho cơ thể của Thoa đạt được năng lượng tràn đầy cũng như là sự khỏe mạnh cần có ở trong hàng ngày, trong mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút của Thoa. Đó là những cái phương pháp thanh lọc mà Thoa nói đến. Cái thông điệp mà Thoa muốn nói đến ở video này mà muốn gửi đến các bạn đó chính là hãy luôn luôn giữ cho cơ thể của chúng ta trong một cái trạng thái năng lượng đỉnh cao, những cái năng lượng tích cực, fresh và tự nhiên nhất trong cơ thể, và hãy giữ cho cái cơ thể của chúng ta luôn sạch sẽ để tránh được mọi cái bệnh tật và những cái mầm mống của bệnh tật, để cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh và vui vẻ, hạnh phúc hơn mỗi ngày. Nếu như mà bạn cảm thấy video này hữu ích với bạn thì hãy chia sẻ video này đến mọi người, biết đâu đấy sẽ giúp mọi người trở nên khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn và hạnh phúc hơn. Đừng quên đăng ký ngay kênh của Thoa và bật thông báo lên để nhận thông